Lịch Đại Nhật Ba chính thức lên tiếng về tin mang thai với Hoàng Cảnh Du, cộng đồng mạng phản ứng đừng làm hồi nổi tiếng nữa. Bài phỏng vấn của Lịch Đại Nhật Ba với L'Officiel đã đề cập thẳng tới tin đồn mang thai gần đây của người đẹp. Mới đây, Lịch Đại Nhật Ba xuất hiện trên tạp chí L'Officiel với phong cách mới và nhận được những phản ứng khác nhau từ cư dân mạng. Khác với mọi lần, bức ảnh lần này của Nhật Ba nhận được nhiều phản ứng khen chê khác nhau. Nhiều người bày tỏ rằng tạp chí lần này Lịch Đại Nhật Ba xuất hiện với những tạo hình khá lạ, làm mất đi vẻ ngoài xinh đẹp. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen ngợi việc không ngại thử thách những tạo hình mới của Nhật Ba. Trong bài phỏng vấn, Lịch Đại Nhật Ba cũng không ngần ngại phản hồi về tin đồn, đặc biệt là những tin đồn về chuyện mang thai con của Hoàng Cảnh Du. Lịch Đại Nhật Ba cho biết, đây là một hiện tượng phổ biến, tôi không phải là một trường hợp cá biệt. Là phụ nữ, việc độc thân, không sinh con hay kết hôn không sinh con, thì đều là lựa chọn cá nhân của mỗi người. Lúc đầu nghe thấy tin đồn, tôi đã rất tức giận và nghĩ tại sao lại như vậy, nhưng dần dần tôi chỉ còn thấy buồn cười. Dù cho đôi ngày nào cũng mở livestream giải thích với mọi người, thì những kẻ không muốn tin vẫn sẽ có cớ để không tin mà thôi, người đẹp này chia sẻ. Trong bài phỏng vấn của mình, Lịch Đại Nhật Ba cũng hy vọng mọi người đừng quá soi mói cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng. Đáp lại bài phỏng vấn của Lịch Đại Nhật Ba, nhiều người lên tiếng ủng hộ người đẹp và cho rằng việc bị đồn đoán việc mang thai với một cô gái chưa kết hôn là điều vô cùng quá đáng. Bên cạnh đó, nhiều người lại có vẻ phản ứng lại với chia sẻ của Nhật Ba và cho rằng nếu không muốn được chú ý thì đừng làm người nổi tiếng nữa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.